Một logo đẹp không thể làm nên một thương hiệu mạnh. Tuy nhiên, chúng ta không nên xem nhẹ vai trò của việc thiết kế logo và bộ nhận diện thương hiệu, bởi bộ nhận diện thương hiệu sẽ xuất hiện ở nhiều nơi, trên bao bì sản phẩm và trong các mẫu mã quảng cáo, trên website doanh nghiệp, trên tài liệu, danh thiếp. Hình ảnh logo hoặc bộ nhận diện thương hiệu mạnh mẽ, nhất quán với thông điệp thương hiệu sẽ tăng tính thuyết phục cho thông điệp đó lên rất là nhiều lần. Bằng trực quan, bộ nhận diện thương hiệu của bạn phải có sự lựa chọn phù hợp với bản sắc thương hiệu, từ biểu tượng cho đến màu sắc và cả những thành phần cấu thành nên bộ nhận diện như phông chữ và hình ảnh. Ví dụ, màu sắc không chỉ gây ấn tượng mạnh cho người nhìn, nó cũng giúp tạo ra một cảm giác nhất quán về thương hiệu. Các gam màu nóng như màu đỏ, cam, vàng sẽ mang lại cảm giác thèm ăn, nỗ lực thu hút, lôi kéo sự chú ý, thậm chí tham vọng lấn át. Trong khi gam màu trung tính như trắng, đen, xám, xanh navy sẽ mang lại cảm giác cân bằng, chuyên nghiệp và sự tin cậy. Ngoài ra, hình ảnh và phông chữ cũng nên được lựa chọn và sáng tạo một cách cẩn thận để phản ánh cá tính độc đáo của thương hiệu. Ví dụ, có phông chữ serif, phông chữ sans serif, phông chữ viết tay. Phông chữ nói lên rất nhiều điều về cá tính và thương hiệu của bạn. Bên cạnh đó, hoa văn và họa tiết cũng là những yếu tố thiết kế chính có thể được tận dụng để tạo sự nhận biết rộng rãi cho thương hiệu của bạn. Chẳng hạn, họa tiết làm nên thương hiệu biểu trưng cho thời trang cao cấp của Louis Vuitton. Nó xuất hiện trên tất cả các sản phẩm của hãng và khiến nhiều người bỏ nhiều tiền để sở hữu những sản phẩm mang họa tiết đó. Các chuyên gia cho rằng thương hiệu sẽ dễ được ghi nhớ hơn nếu bộ nhận diện mang tính biểu tượng, đơn giản và táo bạo. Với tầm nhìn rõ ràng về thương hiệu của bạn, những chuyên gia thiết kế graphic sẽ biết chính xác màu sắc, phông chữ, hình ảnh nào là phù hợp để thương hiệu của bạn được liên tưởng, ghi nhớ và nhận biết một cách dễ dàng. Những điều này thật không dễ đối với những người không có chuyên môn về thiết kế graphic và kể chuyện bằng hình ảnh. Đó là lý do tại sao những nhà thiết kế graphic chuyên nghiệp luôn được tin tưởng để sáng tạo bộ nhận diện cho thương hiệu của bạn tại Branding Simple.